Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiếp tục là cái phần thứ hai, đó là phần bài tập chia động từ trong tiếng Anh. Thì đây là những dạng bài tập rất là cơ bản, rồi chúng ta sẽ từ từ nâng cao lên. Bài tập thứ nhất đó là bài tập về động từ to be. Về bài tập động từ to be này, chúng ta sẽ có 10 câu để chúng ta tìm hiểu sơ sơ để và sau này chúng ta sẽ học nâng cao lên. Đó là câu thứ nhất, is chấm chấm chấm, khâu today, có nghĩa là gì? Trời chấm chấm chấm, khâu là lạnh, today là ngày hôm nay. Vậy thì cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trời đó, trời lạnh hôm nay lắm. À, vậy bây giờ chữ is này, nó là chủ ngữ số is. Cho nên động từ to be nó sẽ có là gì? Ở hiện tại là to be là am, is, are. Vậy trường hợp này chúng ta dùng là is, bởi vì is thì đi với is là chủ ngữ số is. Is. Câu số 2, các bạn thấy, ai ở đây á, là chủ ngữ cái tôi, chứ ai bao giờ nó biết không? Vậy là nó là chủ ngữ số ít, đúng không? Nào, không phải là chủ ngữ số nhiều. À, xin lỗi. Nhưng cho nên là chúng ta phải dùng to be là gì? Am. Đấy. Am at home now. Có nghĩa là gì? Bây giờ này, tôi đang ở nhà. À, câu số 3, đây. Đây. À. Korean có nghĩa là người Hàn Quốc. Vậy đi là họ, họ là số nhiều, nhiều người mà. Cho nên chúng ta phải dùng là my name, câu số 5, my name, tên của tôi, có một cái tên nè. Đó, đó, Nikita. Đó, cho nên phải dùng to be là gì? Is. Câu số 6. Câu 6 các bạn thấy, nó là gì? We chấm 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 from Ukraine. Ukraine có nghĩa là gì? Từ đất nước Ukraine. À, vậy là we là chúng tôi, đúng không? Là số nhiều, cho nên chúng ta nói dùng là gì? Là are. À, câu số 7, that's chấm 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 right, có nghĩa là gì? Điều đó là đúng. Vậy thì am I, tôi chọn là gì? Là is, that's right. Câu số 8, I'm okay, thanks, có nghĩa là gì? Hỏi về sức khỏe, bạn có khỏe không? Mình trả lời là gì? Khỏe, am, I am, okay. Câu số 9, Clara và Steve, Clara và Steve là hai người, cho nên là nó là số nhiều, phải dùng to be là a, merit. Câu số 10, C chấm chấm, head English teacher, có nghĩa là gì? Là một giáo viên tiếng Anh. Vậy C là số ít, phải dùng là is. À, rồi phần số 2, chúng ta qua cái bài tập về động từ thường. Bây giờ các bạn thấy người thường này, động từ thường, bây giờ động từ thường. À, câu thứ nhất, I listen to music every night, có nghĩa là hàng đêm đó, tôi đều nghe âm nhạc. À, và chữ ai này đó, là chỗ ngồi số nhiều, cái tôi mà là số nhiều, thì ai sẽ là gì? I listen. À, chúng ta còn thêm gì cả, I listen. Câu số 2, các bạn thấy, câu số 2, they go to school every day, every day là hàng ngày, có nghĩa là gì? Là gì? Là họ đi học, à, bọn trẻ đi học, hàng ngày, có nghĩa là gì? Họ là số nhiều, câu này chúng ta không thêm gì cả, vậy là đấy, they go. À, câu số 3, chúng tôi get up 5 every morning, có nghĩa là mỗi buổi sáng đó, cứ sáng nào á, thì chúng tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ cả. Đó, rất là giỏi, à, thức sớm lắm, thức 5 giờ. Đó, vậy quý là số nhiêu, vậy get chúng ta để nguyên. Câu số 4, you live in a big city, à, bạn sống ở trong một thành phố rất là lớn, đúng không? Thành phố lớn mà, vậy là sống ở đây, you là bạn mà you là số nhiêu. Cho nên là động từ lips không có thêm. Câu số 5, Nga và Lan đó, brush their teeth, có nghĩa là gì? Bạn Lan và bạn Nga đó, đánh răng mà, đúng không? Số nhiều mà, hai người lắm mà, cho nên brush để nghiêng. Nam, câu số 6, Nam và ba wash their face, có nghĩa là gì? Nam và ba rửa mặt. Vậy là gì? Hai người luôn. Cho nên số nhiều, chúng ta chỉ wash thì không thêm gì cả. Câu số 7, I have breakfast every morning, có nghĩa là gì? Tôi ăn sáng vào mỗi buổi sáng, có nghĩa là gì? Ai mà số nhiều bình thường, I have để nghiêng. Câu số 8, Na have breakfast at 6 o'clock, có nghĩa là nghe Na này này ăn sáng vào lúc 6 giờ, thì bạn Na này là số ít mà, thì là have này sẽ chuyển thành chữ has. Câu số 9, every morning, ba gets up, có nghĩa là gì? Mỗi buổi sáng ba
đều thức dậy cả, đúng không? Tất cả vậy là ba số nhiều, số nhiều, ba là số ít, cho nên là cái từ ghét này sẽ thêm sợ. Ba ghét up. Rồi bây giờ chúng ta qua bài tập về trách nhiệm. I anything about the night of action có nghĩa là gì? Bất kỳ cái gì về đêm xảy ra tai nạn đó có nghĩa là gì? I don't remember, tôi không nhớ. Tôi không nhớ. I'm not remembering. I wasn't happy. Xảy ra gì? Cái điều thứ nhất ở đây á, tôi không nhớ chuyện gì xảy ra. Hoặc là tôi đang nhớ hay tôi không muốn nhớ lại. Hoặc là gì? Tôi đã không còn nhớ được. Điều này xảy ra chưa? Cái điều này là mong muốn là gì? Là không còn nhớ cái chuyện gì xảy ra nữa. Đó là ở thời điểm bây giờ thì chúng ta sử dụng là gì? I don't remember. Câu số 2. After we break up, she told the rings that I heard for her birthday. Có nghĩa là gì? Sau khi á, we broke up là gì? À, she searched the ring and her birthday. Khi mà chúng tôi đến thì cô ấy bán rồi và tôi sao? Tôi không còn cái gì đó nữa cho ngày sinh nhật của mình. À, vậy là sao? Có nghĩa là gì? Tôi từ bỏ hay là tôi bỏ? Hay tôi đã bỏ? Cái chuyện này xảy ra chưa? Xảy ra rồi cơ mà. Cho nên phải là gì? Phải là gì? Câu số 3. We didn't come out website. Có nghĩa là gì? À, recently. Đây, chúng ta hãy nhớ là recently. À, recently. Recently. Renew. Renew. Có nghĩa là mới lại đó. Vậy là chúng ta sử dụng cái gì? I have recently renewed. À. Câu số 4. We took up the house and into the river. Có nghĩa là gì? À. Cởi áo. À. Và tắm đó, tắm xong đó. Vậy là gì? Vậy nó xảy ra chưa? Xảy ra rồi mà. Bây giờ mình kể lại sự việc đó. Cho nên là gì? Chụp. Câu C. Câu số 5. You look faster. Yes, good for last few months. Có nghĩa là gì? À, bạn trông là thong thả hơn rồi đó. Vâng, tôi tập gym mà, tôi tập thể thao mà. Ý tưởng như này đó, chưa vẫn còn nữa, đúng không? Tập lâu dài rồi mà, cho nên giờ vẫn còn. Để chúng ta sử dụng là gì? I have been working. Rồi 6, I'm pretty sure to read books one day. Có nghĩa là gì? Cứ hàng ngày đó. Hàng ngày đó thì sao mình phải gì, phải có một cuốn sách để được xuất bản, đúng không? Giỏi không? Vậy có nghĩa là gì? Xuất bản thường xuyên hay là sẽ xuất bản có nghĩa là chuyện này đang xảy ra, đúng không? Đúng không? Cho nên là a is a feeling. À, câu số 7. Look at the Travis. À, nhìn này Travis. À, trời ơi là trời, giao thông như thế này thì chúng ta trễ là chính xác rồi, đúng không? Vậy là gì? Cái chuyện này có trễ chưa? Ngày nào cũng vậy, bây giờ giao thông mà, đúng không? Và ai có interview? Câu số 8. Your room, yes. Bạn đã dọn phòng của mình chưa vậy? Ngủ vậy là chưa dọn phòng, không được đâu nha. Dạ, dọn phòng chưa? Chuyện nó xảy ra chưa? Bình thường mà hàng ngày nào cũng vậy, ngủ cũng vậy, dọn chứ, đúng không? Vậy là câu C, do you tie up? Hồi số 9, I look in the rear view mirror and saw the someone else. Có nghĩa là gì? Nhìn trước gương đó, và nhìn thấy ai đó đó. À, phía sau, có nghĩa là gì? Gương, giống như gì hả? Gương, nhìn trong gương mà thấy người phía sau. Ghê quá, đã ra chuyện này, như vậy, đã nhìn chưa? Đã nhìn thấy chưa? Đã nhìn rồi mà chị phải sở kể lại, mình biết được mình mới kể lại, cho nên phải là gì? Followed. Câu A. Câu số 10. Câu số 10. Thì đấy. Câu số 10. I'm in for jobs today. I had my first interview. Có nghĩa là gì? Tôi tất nghiệp rồi mà. Ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn tiếp đó. À, bây giờ mình thấy nè. Tìm kiếm rồi, đúng không? Mất việc rồi. Bây giờ phải ngày mai mới tìm nữa thôi. Vậy là I'm looking.